Xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là mình cũng đi quay cái cống Âu Thuyền Dàm Bà Lịch. Thì ở đây hiện tại thì cái Âu Thuyền đang vận hành nè. Ghe tàu đang vô ha. Ở phía trước là cánh cửa Âu Thuyền. Một chút nữa thì người ta sẽ mở ra để cho ghe tàu xà lan đi qua. Cái hướng này là đi ra ngoài sông Cái Bé nha các bạn. Ở trên này là gạch sỏi Tà Niên đổ ra. Thì đa số cái hướng này là những chiếc xà lan khẩm chở cát chở đá là nhiều. Mấy chiếc ghe chở dừa khô nè, có chiếc vỏ lãi máy chồng nè các bạn, nhìn máy hải hùng không. Máy 4 nè. Cái cửa Âu Thuyền này đóng sát rồi, bắt đầu những chiếc ghe nhỏ chạy ra trước ha. Đây là chiếc đầu tiên nè. Tiếp theo là mấy chiếc xà lan chở khẩm nha các bạn. Chiếc xà lan chở gạch khi nãy nè. Chiếc này có cặp mắt màu đen ha.
đã không các bạn? Tiếp tục là thêm một lượt xà lan qua âu thuyền nữa nha các bạn. Đây là chiếc đầu tiên tiến vào âu thuyền nè, xà lan nổi hai cabin, chiếc này còn khá là mới nha. Phía sau cũng xà lan hai cabin luôn ha. Nước 28 khói kìa, thắng lại nha các bạn. Đây nè, lên sình luôn. Ở đây nó dồn nè các bạn, dồn lên quá trời luôn nè, ai cũng tranh nhau hết trơn. Chiếc này đang thắng lại nè, đang đạp ve lại để cho cái chớn nó lùi lại. Đây là chiếc chẹt sắt thôi các bạn. Này chắc qua không được quá. Đứt vừa không? Vừa các bạn ơi. Vừa qua luôn. Lấy qua đây. Các bạn, trên nó bị đụng rồi, quá trời căng nha. Yeah.
này đang khá lúng túng nha các bạn. Cái cửa âu thuyền mở rồi, bắt đầu ghe thuyền chạy ra ha. Ngăn
này mặn nước 2,8 m, chắc cũng cỡ 6-700 tấn rồi các bạn.